lại một người nhắm đôi mi. Bàn người lặng lẽ suy tư, một vài người ngoái trông xem qua tay cửa nhà thờ. Hồi đời người trông qua thấy những chuyện người nói đâu đây, mà giờ nhắm mắt xuôi tay nào thể lường trước hôm nay có ai trách số phận. Thank you.